Bây giờ là 18 giờ 30 xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020. Chương trình tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Năm 2020, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tuyển sinh 1.190 sinh viên. Phú Yên khẩn trương khống chế dịch lỡ mồm lông móng. Phần tin thế giới, Anh, tăng chi tiêu cho hệ thống y tế công, chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 mới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình Thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng phối hợp cùng ban tổ chức chương trình cầu nông thôn của tạp chí Nông Việt, trực thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tổ chức lễ khởi công xây dựng chính công trình cầu nông thôn. Chương trình Cầu Nông Thôn do tạp chí Nông Diệt phát động với sự hỗ trợ của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ năm 2016 đến nay đã dẫn động để xây dựng được gần 300 cây cầu tại các quyện biên giới của tỉnh Nông An, Đồng Tháp, An Giang. Đối với quyện Tân Hưng, hệ thống giao thông trên địa bàn quyện có chiều dài trên 455 km, trong đó có 185 cây cầu, trước đây được xây dựng giới tải trọng thấp, chủ yếu phục vụ cho việc đi lại bằng xe máy. Hiện toàn quyện còn hơn 48 cây cầu tạm cần được đầu tư, trong khi nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn chế. Chia sẻ với những khó khăn trên của quyền nhà, trong hai năm 2018-2019, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tạp chí Nông thôn Diệt và lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã dần động các đơn vị tài trợ xây dựng 12 cây cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 10,2 tỷ đồng. Năm 2020, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục quan tâm đồng hành cùng địa phương trong chương trình xây dựng cầu nông thôn. Theo đó, ông đã dẫn động Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam tài trợ kinh phí 10 tỷ đồng để xây dựng 9 cây cầu thuộc chương trình cầu nông thôn cho quyền Tân Hưng. Trong đó có 3 cây cầu ở xã Hưng Hà, 1 cây cầu ở xã Hưng Điền, 1 cây cầu ở xã Hưng Điền B, 2 cây cầu ở xã Hưng Thạnh và 2 cây cầu ở xã Thành Hưng. Các cây cầu này được thiết kế với kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 5 tấn, mà cầu rộng 4 m phần xe chạy 3,5 m Bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống hàng năm, năm 2020, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tuyển sinh 1.190 sinh viên hệ Đại học Chính quy và mở 2 ngành học mới. Theo kế hoạch, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã quan tất việc điều chỉnh phương thức xét tuyển Đại học Chính quy năm 2020, theo hướng tiếp tục sử dụng điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay để xét tuyển. Đồng thời, áp dụng thêm phương thức xét tuyển mới là sử dụng kết quả học tập bậc trung học phổ thông trong năm học kỳ. Tổ hợp 3 môn dùng để xét tuyển không thay đổi so với trước đây và được áp dụng cho phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ. Trường có 4 phương thức xét tuyển Đại học Chính quy năm 2020. Trường quan niệm cái việc tuyển sinh đó, chỉ là một công đoạn thôi à, chuyển các em vào đây còn cả một cái quá trình học tập nữa cho nên là, là làm sao để nhà trường có thể đào tạo các em đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội à, muốn cho các em đáp ứng được các yêu cầu của xã hội để các em có việc làm, thì về phía nhà, nhà trường đó quan tâm nhiều đến cái sự hài lòng của các doanh nghiệp và sự hài lòng của sinh viên về phía trường để có thể làm tốt cái việc thực học thực nghiệp thì trường đã mời các doanh nghiệp đến trường để nói chuyện với sinh viên và nhất là có tham gia giảng dạy tham gia vào cái quá trình đào tạo từ cái việc xây dựng chương trình tới cái quá trình đào tạo tới cái đầu ra. Kể từ ngày thành lập, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã cung cấp nguồn lao động trình độ cao cho 20 doanh nghiệp. Khoảng 85% sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Ngoài 25 ngành đang đào tạo, năm 2020, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An mở 2 ngành mới, gồm Marketing và Quản trị Công nghệ Truyền thông, với chỉ tiêu tuyển sinh là 1.190 sinh viên. Ngoài ra, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An không ngừng phát triển cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động chuyên môn, đồng thời cải tạo, mở rộng, sửa chữa thường xuyên các hạng mục, công trình xây dựng, phục vụ công tác đào tạo và các công trình khác của trường. Nhẹ nhàng, khéo léo và năng động, đó chính là phong cách làm việc của chị Nguyễn Anh Thư, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức. Chị Thư bén duyên với công tác đoàn và phong trào công nhân lao động từ năm 2013 chị thường xuyên đến các khu nhà trọ phối hợp cùng các ngành liên quan, liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động để có những tư vấn hỗ trợ cho công nhân an tâm lao động sản xuất. Tháng 6 năm 2018, khi chịu ảnh hưởng của làn sóng đình công biểu tình của công nhân phản đối dự thảo luật đơn trị hành chính đặc biệt dân đồn Bắc dân phong Phú Quốc và luật an ninh mạng Chị tích cực phối hợp giữa các ngành chức năng xuống tận các nhà trọ để tuyên truyền cho công nhân hiểu đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 xảy ra, đời sống công nhân lao động cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thấu hiểu được những khó khăn của công nhân lao động, chị Thư đã phối hợp cùng các ngành và công đoàn cơ sở các xã thị trấn dẫn động 169 chủ nhà trọ, thực hiện giảm giá 3.296 phòng trọ cho người lao động thuê trọ với số tiền giảm được là trên 910 triệu đồng xây dựng nhiều cái mô hình thiết thực nhằm đem lại quyền lợi thiết thực cho người lao động ví dụ như là mô hình diễn đàn lắng nghe ý kiến công nhân lao động, mô hình nâng cao chất lượng chương trình phúc lợi đồng viên, mô hình xây dựng nhà mém công đoàn và đặc biệt là năm 2018, 2019 và năm 2020 này thực hiện cái chương trình xây dựng khu nhà trọ công nhân dân hóa. Thì đây là những cái mô hình rất là thiết thực, mang lại cái quyền lợi thiết thực cho người lao động. Với trăn trở là làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, trên cương vị của mình nhiều năm qua chị Thư đã cùng tập thể liên đoàn lao động quyện triển khai nhiều mô hình hoạt động chăm lo cho công nhân lao động chị Thư rất là thường xuyên bám sát với doanh nghiệp với công đoàn cơ sở công ty chị đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác xây dựng cái tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh công ty bên cạnh đó thì chị cũng thường xuyên lắng nghe tiếp xúc để chị có những cái ý kiến đóng góp cho cái hoạt động của công đoàn công ty bằng những nỗ lực của mình cùng sự đoàn kết của tập thể Liên đoàn Lao động Quyện. Nhiều năm liền, Liên đoàn Lao động Quyện được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều bằng khen của Quỹ ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Riêng bản thân chị Thư, liên tục 5 năm qua, chỉ đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận nhiều bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Qua nhiều năm công tác, dù ở cương vị nào, chị Thư cũng luôn là người hết mình và giàu nhiệt quyết với công việc. Năm 2012, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Long Quả, huyện Cần Đức chỉ đạt 12 trên 19 chỉ tiêu. Trong đó, các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư khá lớn, ngoài khả năng đóng góp của nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà, địa phương đã xây dựng hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2012 đến năm 2019, xã quy động nguồn vốn trên 127 tỷ đồng thực hiện công trình giao thông, Ngoài các tuyến đường do xã đầu tư, tỉnh và quyện tập trung nguồn vốn thực hiện nhiều công trình, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như tổ chức trồng cây, thu gom rác thải, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại được nhân dân đồng thuận cao. Là đường xá tỉnh lộ 826 qua thị trấn Lương Hòa là một con đường rất khang trang, rất đẹp. Vậy còn nơi ăn học cho học của, của con em ở địa phương thì có ba trường, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường cấp 2, trường cấp 3, trường là 4. Thì tất cả những cái trường khang trang, sạch đẹp, chất lượng tốt, Bên cạnh tiêu chí về giao thông, xã thực hiện tốt công tác giáo dục, phong trào văn hóa dân nghệ phát triển phong phú, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí. Ngoài ra, xã thực hiện tốt tiêu chí nước sạch, đảm bảo trên 99,2% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 61% hộ sử dụng nước sạch, 100% hộ sử dụng nước sạch, thu nhập đầu người trên 60 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,22% thành tích mà cán bộ và nhân dân xã Long Quà đạt được trong xây dựng nông thôn mới thể hiện rõ bằng sự đổi thay của quê hương ngày hôm nay. Đó chính là cơ sở để cán bộ và nhân dân xã Long Quà tiếp tục nâng cao các tiêu chí tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục xây dựng quê hương Long Quà anh hùng trong kháng chiến ngày càng đổi thay. Nhà nhà ấm no, hạnh phúc, xứng tầm là trung tâm kinh tế văn hóa của quyền Cần Đức trong tương lai. Tên trong nước. Thưa quý vị, đàn bò của nhiều hộ dân ở xã Xuân Quang 2 thuộc huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đang bị lỡ mồm long móng và tụ huyết trùng, và có nguy cơ lan rộng dịch bệnh. Hiện chính quyền địa phương này đang tích cực phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y của tỉnh Phú Yên kiểm soát dịch, hướng dẫn người dân chữa trị và phòng bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại theo báo cáo của quỹ ban nhân dân xã xuân quang 2 bệnh lở mồm long móng xuất hiện đầu tiên tại thôn phú sơn sau đó lan sang thôn triền đức có 78 con bò mắc bệnh 20 con bò bị chết trong quá trình người dân tự điều trị đến nay thì tình hình dịch bệnh chưa có chiều hướng giảm mà còn tiếp tục lây lan mà thấy nó cũng bớt bớt à, rồi thôi rồi tên kia cũng chích kia mà sao thấy cuối cùng nó cũng chết rất nhiều quá Thứ là nói chung thì không dám Chết trong chiều cứ đổ hay thôi đi giờ đầu là cô bệnh hết á trùng trùng bệnh hết rồi thú y nó lên nó coi rồi bắt đầu nó, nó tim tim nó cũng đỡ Ngành thú y tỉnh Phú Yên cho biết, qua kiểm tra, theo dõi và giám sát dịch tễ tại các ổ bệnh cho thấy đăng bò nhiễm bệnh lỡ mồm lông móng, ghép giới bệnh tụ huyết trùng. Mà một trong những nguyên nhân là do tiêm phòng không đầy đủ. Vì người dân tự ý điều trị bằng kinh nghiệm dài ngày nhưng không đúng chỉ dẫn cũng khiến cho bò mắc bệnh, kiệt sức và chết. Qua kiểm tra thì một số bò này kiểm tra thì có triệu chứng của bệnh lở mồm long móng. Còn cái bệnh tụ trùng cả thở là nó ghép với cái bệnh tụ lở mồm long móng và nó làm cho bò nó một số bò là nhỏ nó sức đề kháng nó kém thì nên là nó bị chết. Hiện chi cục chăn nuôi và Thu y tỉnh Phú Yên đã điều động 3 cán bộ Thu y tăng cường cho xã Xuân Quang 2, phối hợp cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh và trực tiếp điều trị cho những đàn bò mắc bệnh nặng. Bên cạnh đó, cấp phát 400 lít thuốc sát trùng và 500 liều vaccine tụ quyết trùng để tiêm phòng bao che ổ dịch. Chưa quý vị, mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần dự thảo báo cáo chính trị trên đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. 3. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh nội chính và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Đảm bảo các điều kiện phương tiện vật chất cho các lực lượng làm nhiệm vụ tích cực xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ hoàn thành việc xây dựng công trình nhân cốt trong khu vực phòng thủ các địa phương và khu căn cứ hậu cần kỹ thuật cấp tỉnh để mạnh xây dựng các công trình quốc phòng trọng điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh nâng cao năng lực tham mưu dự báo chiến lược chủ động nắm chắc tình hình triển khai các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực theo phương châm bốn tại chỗ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả chủ động trong công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông kiềm chế tai nạn và ủng tắc giao thông phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai thực hiện tốt công tác tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh và tại cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp nâng cao chất lượng điều tra truy tố xét xử và về thi hành án chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định đa dạng quá đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo đúng chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, tăng cường các hoạt động ký kết, kết nghĩa, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, an toàn, đẩy mạnh hợp tác, tháo gỡ khó khăn chướng mắt, thực hiện tốt công tác phân giới, cắm mốc biên giới và tìm kiếm cất bốc quy tập hải quốc liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. 4. Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội tập trung tuyên truyền quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến rõ trong nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, thực hiện nghiêm túc quy chế công tác dân vận, kịp thời nắm bắt, kiến nghị giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng bức xúc chính đáng của nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, đổi mới, mở rộng hoạt động tiếp công dân và tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp quỹ, người đứng đầu chính quyền với nhân dân, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Tăng cường thực hiện công tác dân dân chính quyền, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp thu ý kiến đóng góp của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng chính quyền, thực hiện chặt chẽ có hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục kiện toàn tổ chức đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng các hoạt động về cơ sở chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm tư tưởng sai trái luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nắm chắc tình hình tâm trạng đoàn chiên hội viên và các tầng lớp nhân dân kịp thời phát hiện đề xuất với cấp quỹ chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền dẫn động đoàn chiên hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước chương trình cuộc dẫn động và phong trào thi đua dân chận khéo các hội quần chúng hoạt động theo quy định của pháp luật và nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí, vận động hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước giao. 5. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn đại biểu quốc hội và các đại biểu quốc hội, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc dướng mắt của tỉnh, tâm tư nguyện vọng của cử tri để quốc hội xem xét, tháo gỡ. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyết định các vấn đề quan trọng, sát thực tiễn, mang tính khả thi cao không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, phát huy vai trò chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo và năng lực hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Quỹ ban Nhân dân các cấp, gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp các ngành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng trách nhiệm, tính năng động chuyên nghiệp và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm khiết hành động phục vụ phát huy hiệu quả hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và cấp quyện thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng và chính sách đối với cán bộ công chức viên chức đảm bảo đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế